Sau khi nhóm người Tiêu Viêm trợ giúp sửa chữa xong không gian trùng động, bọn họ cũng lên thuyền tiến về Trung Châu. Chiến thuyền Bon Bon di chuyển trong đường hầm không gian, độ êm ái khi ngồi thuyền thì không phải bàn cãi nữa. Tử Nghiên vừa ngồi vừa gật gù như đang chìm vào trong giấc ngủ ngon. Tiêu Viêm thì miệt mài điều khiển phi thuyền. Tiêu Y Tiên đi tới đồi ca để cho hắn được nghỉ ngơi. Tính thời gian thì bọn họ đã tiến vào trong không gian trùng động được 16 ngày rồi. Còn mấy ngày nữa là có thể đến nơi muốn đến rồi. Đúng vào lúc hai người đang thong dong trò chuyện thì con thuyền bất ngờ rung lắc kịch liệt. Trước mắt xuất hiện một khe nứt không gian, vô số tảng đá bị khe nứt hút vào. Phi thuyền va chạm với các tảng đá, Tử Nghiên đang ngủ ngon lành trên mũi thuyền thì một cục đá đã bay vào mũi thuyền hất cô bé vài vòng. Đường không gian bị phá hỏng hình thành cơn lốc không gian. Trừ phi là cường giả đấu tôn, nếu không thì khó mà vượt qua được cơn lốc này. Một tảng đá siêu to khổng lồ bất ngờ bay về chiến thuyền. So kích thước thì chiến thuyền nhỏ bé hơn tận 10 lần. Nếu va chạm trực diện, con thuyền chắc chắn sẽ bị tan tác. Tiêu Viêm vội giúp đỡ Tiêu Y Tiên điều khiển con thuyền. Hai người cố gắng bẻ lái thuyền sang hướng khác. Nhưng vì khoảng cách lại quá gần nên con thuyền đã không kịp lách ra ngoài. Kết quả là mạn thuyền đã va chạm với tảng đá siêu to khổng lồ này. Rất may là không có hư hại nào nghiêm trọng. Phía đằng sau cơn lốc không gian chính là lối thoát khỏi không gian trùng động. Chỉ cần cố gắng đưa thuyền tiến lên đó thì sẽ có thể rời khỏi đây. Nhưng mà chuyện đó gần như là bất khả thi. Tiêu Viêm vẫn muốn liều mạng thử một phen. Hắn sẽ điều khiển chiến thuyền, khống chế tốc độ. Còn Tiêu Y Tiên thì dùng đấu khí bao bọc toàn bộ con thuyền nhằm bảo vệ thân thuyền. Dưới sự điều khiển, con thuyền lao vòng qua vòng xoáy. Nhờ có đấu khí của Tiêu Y Tiên bảo vệ nên con thuyền vẫn không bị tổn thất. Nhưng mà hành động này lại tiêu hao quá nhiều đấu khí khiến nàng ta không cầm cự được quá lâu. Hắn yêu cầu Tử Nghiên sử dụng ra không gian chi lực. Thế là cô bé lập tức biến hóa rồi ngưng tụ sức mạnh tạo ra hai cổng không gian phía trước và phía sau con thuyền. Hai cổng không gian cầu thông với nhau, ngăn cách con thuyền hoàn toàn. Nhờ vậy mà chiến thuyền mới có thể lướt qua bãi đá trôi nổi giữa không gian này. Sau nhiều sự nỗ lực thì con thuyền cũng đi ra khỏi khe nứt và mọi thứ ổn định trở lại. Tuy nhiên, chưa kịp để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi thì biến cố đã xảy đến. Khe nứt đột nhiên bạo phát sức hút mạnh mẽ, chiến thuyền bị hút ngược về sau. Nếu bị cơn bão này kéo lại thì bọn họ sẽ không còn khả năng chạy trốn. Trong lúc nguy cấp đó, Tiêu Viêm đã nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Hắn chủ động lao ra về phía sau đẩy thuyền tiến lên. Tiêu Y Tiên thì ở lại điều khiển. Tuy nhiên, lực hút ngược về sau lại quá lớn, hành động của hắn tạm thời không có hiệu quả. Không chịu từ bỏ, Tiêu Viêm sử dụng ra đấu kỹ nhằm gia tăng sức mạnh, rồi lại gồng mình đẩy con thuyền về phía trước. Đúng lúc hắn định bay theo thì sức mạnh từ cơn lốc lại bạo phát. Tiêu Viêm bị giữ lại, hắn cố gắng bay về phía trước nhưng không thể làm được. Trước khi bị cuốn vào lỗ hổng thời không, hắn chỉ kịp nhìn thấy con thuyền đã đưa đám người Tiêu Y Tiên ra ngoài an toàn. Ba người Tiêu Y Tiên được truyền tống đến nơi an toàn. Không nhìn thấy hắn đi xa, Tử Nghiên và Tiêu Y Tiên vô cùng lo lắng. Hai người định quay lại giải cứu. Hân Lam ngăn cản, cô nàng cho biết phù văn ở chỗ này đã tắt, đồng nghĩa rằng trong thông đạo đã không còn sinh mệnh sống nữa. Từ lúc bọn họ ra ngoài, phù văn đã nhấp nháy hai lần. Điều này có khả năng là Tiêu Viêm đã ra ngoài, nhưng là bị truyền tống ngẫu nhiên đến một nơi nào đó ở Trung Châu. Trung Châu lại quá rộng lớn, muốn tìm được người là điều không hề dễ dàng chút nào. Về phần Tiêu Viêm, hắn rơi xuống một vùng sa mạc. Sau đó may mắn được một tiểu đội xe ngựa nhìn thấy. Nhị tiểu thư của bọn họ có lòng tốt nên đã cứu chữa và đưa hắn lên xe ngựa để khôi phục. Nếu không thì e rằng nam chính đã trở thành bữa ăn cho ma thú rồi. Đến buổi chiều tối, đoàn người dừng lại để dựng trại nghỉ ngơi qua đêm. Tiêu Viêm sau nhiều thời gian hôn mê thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Đập vào trong tầm mắt là một chỗ xa lạ. Hắn biết mình đang ở bên trong xe ngựa, đầu óc vô cùng đau đớn, cơ thể lại trọng thương, phải mau chóng chữa khỏi vết thương để nhanh chóng tụ hợp với đám người Tiêu Y Tiên. Tiêu Viêm đi xuống ngựa, Hàn Sung tiến lại nói chuyện, ông ta cũng không ngờ rằng hắn lại hồi phục nhanh đến như vậy. Tiểu tử này đúng là mạng lớn. Tiêu Viêm chắp tay cảm ơn, nhưng Hàn Sung lại không dám nhận, ông chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Người thực sự cứu hắn là nhị tiểu thư của Hàn gia. Buổi tối hôm đó, Tiêu Viêm cùng với đoàn song binh ngồi uống rượu cùng nhau. Mọi người vừa ăn thịt nướng, uống rượu vừa cười đùa vui vẻ. Tiêu Viêm hỏi Hàn Sung về đàn tháp. Ông ta cho biết đàn tháp nằm ở khu vực trung tâm của Trung Châu, chỗ này là Bắc Vực, muốn từ đây đi tới đó thì phải đi qua vài cái không gian trùng động. Hiện tại hắn đang có thương tích trong người nên Hàn Sung đề nghị Tiêu Viêm đến Thiên Bắc Thành khôi phục thương thế trước rồi tính sau. Tiêu Viêm cũng gật đầu, hắn không ngờ rằng trong lúc mình gặp nạn lại được người khác giúp đỡ, xem ra là Trung Châu cũng không tệ lắm.
Nhị tiểu thư Hàn gia đi ra ngoài phân phó mọi người đề phòng, cảnh giác cẩn thận. Ngày mai sẽ phải đi qua lãnh địa của yêu xà hạ mãng là Vạn Xà Hạp. Rất có thể sẽ có xung đột. Tiêu Viêm cũng bất ngờ vì cô gái này còn rất trẻ mà thực lực đã là tam tinh đấu vương. Nhưng hắn lại cảm thấy bộ dạng cô gái này rất quen mắt. Hắn tiến lại cảm ơn, nàng ta tự giới thiệu mình tên là Hàn Tuyết, đồng thời còn đưa một lọ thuốc chữa thương cho Tiêu Viêm. Lòng tốt này làm cho Tiêu Viêm cảm kích, đã mang ơn thì sẽ báo đáp gấp bội. Qua ngày hôm sau, đội xe lại tiếp tục lên đường. Tiêu Viêm hỏi thăm về tên yêu vương Hạ Mãng. Tuy Hạ Mãng vừa bước vào đấu hoàng, nhưng lại có thể kêu gọi rắn độc cấp 4 trở xuống, khó chơi vô cùng. Người muốn đi qua chỉ có thể giao lộ phí qua đường để đổi lấy bình an. Kể ra tên yêu xa kia cũng có linh trí rất cao, còn biết chiếm núi làm vua, làm cường đạo. Bị một cái là tên Hạ Mãng kia lại cực kỳ ham tài hào sắc. Hàn Sung sợ rằng nhị tiểu thư sẽ bị nhắm tới. Với thực lực đấu hoàng của Hạ Mãng, Tiêu Viêm biết đội xe này sẽ không thể nào chống lại được. Đoàn xe chậm rãi di chuyển, họ đều biết rằng hành tung của mình đã bị theo dõi. Rất nhanh sau đó, một đàn rắn cũng bò ra bao vây đoàn người lại. Điều này làm cho mọi người đều căng thẳng và hoảng hốt. Tên quái vật nửa người nửa rắn, nghe giọng lại không thể phân biệt là giới tính được hay cái, vì giọng nói hoàn toàn trộn lẫn vào nhau. Hàn Sùng đã chuẩn bị trước một hộp lễ vật để đưa cho Hạ Mãng. Nhận đồ vào tay, tên này liền đồng ý để cho đoàn người đi qua. Từng là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, nhưng không, một làn gió bất ngờ thổi qua, vị tiểu thư của Hàn gia lại sử dụng nước hoa. Khẩu giác của tên này quá nhạy cảm, hắn ta ngửi được mùi hương trong làn gió và biết trên xe ngựa đang chở mỹ nhân. Thế là hắn ta lập tức nhảy xuống chặn đường, đồng thời yêu cầu để cô gái trên xe ngựa ở lại. Hàn Sùng vội ra lệnh cho các tráng sĩ bảo vệ nhị tiểu thư, đồng thời báo danh ra lai lịch của mình là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành. Nếu có gì bất chắc, Hàn gia chắc chắn sẽ truy xét đến cùng. Yêu xa cũng e ngại cường giả của Hàn gia. Nhưng mà hắn chỉ cần bắt tất cả mọi người ở đây lại. Không có bằng chứng thì ai biết là hắn ta ra tay cờ chứ. Hàn Tuyết lao ra ngoài tấn công phủ đầu. Với thực lực đấu vương của nàng đối đầu với đấu hoàng thì đúng là cách biệt quá xa. Hạ Mãng chỉ cần phóng ra một luồng đấu khí đã đánh lui Hàn Tuyết. Hàn Sùng cũng liều mạng lao lên. Vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị một phà của hắn đánh bay về sau. Tất cả đám rắn nhỏ ồ ạt lao ra ngoài tấn công. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ mọi người đã bị áp chế. Hàn Tuyết cũng bất lực, khuôn mặt tái xanh vì lo lắng. Nàng ta cố gắng vung kiếm nhưng không tạo ra được chút uy hiếp nào. Đúng vào lúc này, một giọng nói kỳ lạ đã vang lên yêu cầu đám ma thú này dừng tay lại. Khỏi cần phải đoán, người vừa lên tiếng chính là Tiêu Viêm. Bị người khác quấy phá, Hạ Mãng phẫn nộ và lên tiếng uy hiếp. Cánh tay ra lệnh cho đội đàn em rắn lao lên tấn công. Mấy chục con rắn hùng hồ lao về phía Hàn Tuyết, nhưng bọn chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị tiêu diệt. Dù bị uy hiếp thì Hạ Mãng vẫn không muốn từ bỏ, còn tuyên bố rằng nữ nhân mà Hạ đại gia nhìn chúng thì không ai có thể thoát được. Cùng với lời tuyên bố này, Hạ Mãng lập tức nhảy bổ về phía Hàn Tuyết, định bắt giữ nàng ta lại. Tốc độ lao đến quá nhanh, Hàn Tuyết căn bản không kịp phản kháng. Nhưng trước khi tên yêu xà này kịp chạm đến người Hàn Tuyết thì đã bị luồng sức mạnh linh hồn đánh bật về sau. Hạ Mãng biết mình chọc nhầm người rồi, hắn ta hốt hoảng lùi lại rồi chuồn thật nhanh. Vì trên người Tiêu Viêm còn thương thế nên chỉ có thể dọa cho Hạ Mãng rời đi. Thế là tên kia may mắn giữ lại được mạng nhỏ. Hàn Tuyết cảm ơn người lạ mặt đã giải cứu. Tiêu Viêm cũng nói qua loa vài câu rồi biến mất. Hàn Tuyết cũng hơi ngờ vực, nàng ta tiến lại xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vì mới vừa tiêu hao nhiều tinh thần lực nên bộ dạng có vẻ hơi yếu ớt. Nhìn bộ dạng yếu ớt đó, Hàn Tuyết cũng cho rằng hắn không thể nào điều động sức mạnh linh hồn để chiến đấu với người khác được. Cho nên không còn hoài nghi gì nữa. Sau khi chấn chỉnh lại, đoàn xe ngựa lại tiếp tục lên đường. Hành trình đến Trung Châu của Tiêu Viêm tạm thời gặp một chút trắc trở. Tiêu Viêm sẽ đối mặt với những khó khăn gì? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!